Thời gian qua, cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương luôn quán triệt và triển khai có hiệu quả chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đã tạo chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn. Trong những năm qua, hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thuận An đã quán triệt mục đích ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học và làm theo Bác đến toàn thể cán bộ, giáo viên và xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với những nhiệm vụ giáo dục và các khẩu hiệu hành động của nhà trường. Theo đó, tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục Thuận An đều hưởng ứng tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm, tận tụy, tất cả vì học sinh thân yêu. Để mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo để học sinh noi theo. Từ đó phát hiện các nhân tố mới, những tấm gương điển hình về đạo đức nhà giáo, cán bộ quản lý tâm huyết và nhiều học sinh chăm ngoan học giỏi. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là được ngành giáo dục và đào tạo thành phố Thuận An xem như là một cái công tác chính trị rất là quan trọng và chỉ đạo trong toàn ngành. Ở tất cả các trường thì các thầy cô hiệu trưởng các trường cũng có kế hoạch để triển khai đến tận cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường để mọi người đều làm theo. Đặc biệt vấn đề đổi mới sáng tạo, thực hiện các nhiệm vụ giáo dục được đánh giá rất là cao từ cấp tỉnh và cũng như cấp bộ giáo dục. Một trong những nhiệm vụ nổi bật của việc học và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chuyên môn mà ngành giáo dục và đào tạo Thuận An triển khai đó là đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Ở đây, các giáo viên đã ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, tích hợp nội dung tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình chính khóa. Đây là tiết học lịch sử địa phương của cô trò trường trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực. Cô giáo Trần Thị Kiều Thanh, giáo viên đứng lớp, chia sẻ: học và làm theo Bác về đổi mới, mỗi giáo viên luôn phải tự học, tự đổi mới sáng tạo trong cách giảng dạy cho từng môn học. Với môn lịch sử, địa phương cũng vậy. Để dạy học tích hợp nội dung tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và chương trình môn lịch sử địa phương có hiệu quả, giáo viên phải chuẩn bị kỹ giáo án, xác định nội dung cần tích hợp, cách tích hợp, chọn tài liệu, hình ảnh liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh và có thể sử dụng một mẫu chuyện ngắn hay trích dẫn những câu nói của Bác sao cho phù hợp với bài giảng để lôi cuốn học sinh, tạo cho học sinh sự hứng thú, dễ học, dễ nhớ và có thể tái hiện các sự kiện lịch sử một cách chân thực nhất. Đối với thầy và trò trường trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực thì luôn thấm nhuần cái tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh. Các thầy cô luôn luôn tự học cái tinh thần đổi mới sáng tạo của Bác Hồ, luôn luôn tự nâng cao chất lượng của mình qua cái việc là tự học và tìm hiểu những cái phương pháp giảng dạy đổi mới để nâng cao chất lượng giáo dục ngày càng tốt hơn để đáp ứng được cái nhu cầu thay sách giáo khoa của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Học tập và làm theo lời Bác, đây là cái phong trào truyền thống của trường cũng như là của ngành được thực hiện rất là nhiều năm. Thì phong trào này là hàng năm nhà trường đều được cụ thể hóa qua từng cái hoạt động của nhà trường. Nổi bật là phong trào đổi mới trong quản lý và dạy học. Nhờ những cái phong trào này, thành tích của nhà trường cũng được nâng lên. Có thể thấy, việc học và làm theo Bác của ngành giáo dục và đào tạo Thuận An gắn với cuộc vận động mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức tự học và sáng tạo bằng những nội dung hình thức phù hợp với đặc điểm của từng trường đã đem lại hiệu quả thiết thực rất đáng ghi nhận. Kết quả là Phòng Giáo dục và Đào tạo Thuận An đã vinh dự 3 lần được nhận cờ thi đua và bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới sáng tạo trong quản lý, dạy và học. Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, ngành giáo dục và đào tạo Thuận An xác định việc học và làm theo Bác là việc làm cần thiết, thường xuyên, liên tục mà mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh cần phải tiếp tục trau dồi rèn luyện phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ mới đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.